Sáng nay bà hai ăn cái gì vậy? Hả? Sáng nay bà hai ăn cái gì? Cô nói sao? Sáng nay bà hai ăn cái gì? Ăn sáng, ăn, ăn. Tôi điếc nữa. Không có nghe đâu. Điếc có hai lỗ tai. Không có điếc đâu. Lãng tai thôi. Lãng tai thôi, không có điếc. À, kính thưa quý vị thân mến, sáng hôm nay thì chị Mai đây thì có dẫn quý vị đến hoàn cảnh của một bà cụ. Và bây giờ cái cuộc sống của bà cũng gặp quá nhiều khó khăn, nên là chị Mai dẫn quý vị tới. Thì chị Mai có thể giới thiệu về tên tuổi của mình và trình bày cái hoàn cảnh này cho quý vị biết với, bởi vì hình như bà là lãng tai, bà không có nghe ha. Dạ, em thì em tên Ngọc Mai. Dạ. À, cách đây vài tháng trước gì đó, tháng 4 tháng mấy. Yeah. Thật sự em không biết cái nhà của bà cụ. Yeah. Nhưng mà khi mấy tháng trước ông cụ mất. Yeah. Thì em có vô đây làm cái đám tang. Đó, khi gia đình bà khó khăn á, thì cũng có quyết định xin cái hòm từ thiện cho ông. Yeah. Nhưng mà con cháu góp sức lại thì trả cho em phân nửa, còn phân nửa là từ thiện. À, vậy là chị Mai là làm trại hòm. Dạ, em thì bên mai táng. Yeah. Em bên dịch vụ mai táng. Yeah. Rồi khi vô đây em thấy lúc ông mất thì ông nằm nhà sau, mà khi đó có mưa, rồi cái mấy khi ông lên nhà trên, mà khi ông lên nhà trên cái lúc đó ông nằm mà ông mất rồi mà mưa ướt hết trơn à. Mưa ướt hết trơn thì mấy che cái miếng mũ này nè anh Vĩ, đặng cho nước mưa đừng có rớt xuống ông á. Yeah. Rồi em vô đây em thấy nhà thì gạch hết trơn mà dột nát hết trơn, nhìn thấy trên chợ, trên nóc nhìn thấy ông trời trơn gì đó. Em thấy khó khăn quá. Rồi hôm trước em có vô đây để nhìn lại căn nhà. Rồi em cũng có tài trợ là gạo với mì. Rồi em thấy anh Tuấn Vĩ á. Cái hôm em gửi tới cho anh coi á hả? Dạ. Thì anh làm thiện nguyện, anh giúp đỡ rất là nhiều người. Ừ. Thì em mấy cầu cứu anh thử coi coi, cũng như là anh vô đây có giúp được bà cái gì đó. Ừ. Thì em rất là cảm ơn. Thật sự bà sống có một mình mà gặp khó lắm anh Vĩ ơi. Nghe đâu hoàn cảnh cũng rất là khổ. Cũng, nghe đâu cũng có đứa con sống kế bên đây phải không em? Dạ, người con dâu thứ năm á anh Vĩ. À, à. Người con dâu thứ năm mà hai vợ chồng không con cái gì trơn, mà anh cũng không biết chữ nghĩa gì trơn á. Ừ. Anh Vĩ nhìn nè, bữa đó cái xe chạy ngang á, cái nhà nó sàn sàn, cái nó sửa sàn sập, mới dùng hai cây cột chổi lại. À, tại rồi. Vì cái nhà nó nghiêng bên á anh. Đây, mai em coi này, cái đòn tay trên đây nó nứt. Dạ, nó ấy hết rồi anh. Nếu mà cái nhà này không có hai cây cột này để đưa lại á, thì có lẽ là nó sập rồi, tại nó xỉu quăng bên. Ừ. Cái bữa lính của em nó vô đây nè, nó giăng cái mùng. Nó giăng cái mùng rồi mà tới khi mà khiên tận nó không dám cắt dây. Ừ. Nó nói cắt dây sợ sập cái nhà. Sợ sập cái nhà. Dạ. Thì cái nhà rất là tệ anh Vĩ ơi, rất là tệ. Tệ rất là khó. Rồi. Cái này là trời mưa mà sao tránh khỏi cái chuyện mà nó dột dạ. xuống. Không anh ơi, trời mưa là nó đổ không còn chỗ nào hết trơn á. Ừ. Thưa quý vị, là hôm nay qua cái sự trình bày của chị Mai, và Tuấn Vĩ cũng có nhận được hình ảnh qua chị Mai có đến thăm bà và cho bà gạo mì này kia đó, mà bà thì lặng tai, bà nghe không được nhiều. Để Vĩ hỏi bà cái chút xíu ha. Dạ, thì bà bệnh anh Vĩ, bà bệnh hàng tháng bà phải đi khám tim á. Ừ. Rồi hình như hổm nghe bà nói mấy bệnh là nghe không nhớ. Rồi để anh mượn cái micro này. Dạ. Em hỏi bà chút xíu. Dạ. Ha. Rồi cho có tai bà không nghe luôn. À. Cháu chào bà. Dạ. Dạ. Cháu cài cái này vô cho nó đẹp nha. Yeah. Yeah. Bà tên gì vậy? Anh nghe rồi. Bà tên gì vậy? Anh hỏi bà tên gì? Lê Thị Hai. Dạ. À, Lê Thị Hai. Dạ. Bà Hai năm nay nhiêu tuổi ha? Bà Hai năm nay nhiêu tuổi? 87 rồi. À, 87 tuổi rồi đó ha. Cho con tham quan cái nhà chút được không? Cho anh tham quan nhà bà hai chút nha. Đi vô ra về. Coi hôm nay nấu món gì. Sáng nay bà hai ăn cái gì vậy? Hả? Sáng nay bà hai ăn cái gì? Cô nói sao? Sáng nay bà hai ăn cái gì? Ăn sáng, ăn, ăn. Chưa có ăn rồi chứ. Dạ. Nhỏ trộn mì không còn để không. Dạ. Chưa ăn vậy. À, vậy là trưa nay bà ăn món gì? Trưa nay ăn món gì? Trưa, buổi trưa. Buổi trưa ăn món bảy bà và khi nước tương, khi nước mắm, khi cá, thịt. Yeah. Dạ. Cho con vô con coi chút nha. Rồi ăn mấy. Cho con vô con coi coi hôm nay ăn món gì nha.
ăn món gì cho tụi con ăn ké chứ. Dạ. Được không, cho con vô tham quan nhà coi hôm nay ăn cái gì nha. Tôi điếc nữa. Không có đâu. Điếc có hai lỗ tai. Không có điếc đâu. Lãng tai thôi. Lãng tai thôi, không có điếc. Để Tuấn Vĩ lắp cái đèn này vô, cái Tuấn Vĩ đi vô tham quan cái nhà của bà chút. Tội nghiệp. Thưa quý vị thì để vị cặp cái này vô cho chị Mai ha. Dạ. Thưa quý vị thì nghe chị Mai trình bày thì bà cũng có đứa con nhưng mà nó không được lanh lợi như người ta đó quý vị. Rồi ở cái nhà cái dắt cái bên để chút xíu rồi Tuấn Vĩ qua Tuấn Vĩ ghi nhận. Rồi giờ chúng ta coi nhà của bà trước ha. Coi hôm nay bà ăn món gì nè. Rồi chị Mai vô giới thiệu. Dạ dạ. Cho quý vị nghe. Dạ. Phải có người đi vô chứ một mình vị. Cái chỗ này là cái chỗ ngủ nên Vĩ, mà chỗ ngủ thì bây giờ nói chung là con không còn gì đâu. Con không còn chân, bây giờ phải che mấy miếng mũ. Đằng khi nước mưa nó tọt xuống á, không có nhiễu vô chỗ ngủ. Đây chỗ ngủ, rồi cái nhà chu vi có nhiêu đây anh ơi? Đó vậy đó. Rồi thì còn cái này thì là cái cây gì đây ta? Dạ, cái nào anh? Dạ, cái này nè chị Mai. Cái này á là lục bình của người dâu kế bên đang nè, anh đang gia công cho người ta nè. Thí dụ cộng gì nè là có thể chừng 10.000. Chị ơi. 10.000 là mình đang gia công á. Có chị bà chị dâu nè. Dạ chào chị. Cái này chị. Của chị đang có không chị Năm? 16.000, 15.000 không? Không có, nhưng mình đang gia công mình chỉ nhận 10.000 thôi chị. Mình đang gia công cho người ta mà. Em ngoài em cũng đang mà, chị thấy vậy chứ em chị cũng làm hết. Ở nhà là đang mấy cái này đó ha. Dạ. Bên đây là nhà của người dâu. Bên đây là bà sống dâu. Một mình anh Vĩ. Còn ở bên đây là nhà của người dâu thứ năm. Rồi cho anh tham quan luôn coi. Có sao không đây? Nó cắn không? Không. Nó cắn nói không? Nói chung thôi chị Năm ôm nó ra đó đi cho an toàn ha. Đó đó thấy chưa? Người nhà mà ôm nó còn táp á. Người lạ nó không có quen thì nó không có. Ủa vậy thì ở riêng hả? Anh chị cũng ở riêng ra ha. Dạ, ở đó ở chung má nhưng mà cái ba ông mất rồi cái số. Thưa quý vị cũng khó khăn quá ha chị Mai ha. Dạ nói chung là em thật sự em thấy em cũng làm nhiều nơi nhưng mà em thấy cái này nó sao đâu anh Vĩ ơi, nó thật sự nó rất là tệ. Thì em mới dám cầu cứu anh chứ. Thật sự nếu mà được thì em cũng không dám lên tiếng. Dạ Vĩ hiểu mà, nói chung là giúp được ai điều gì thì mình ráng mình giúp thôi. Thấy tội lắm Vĩ ơi, bữa đó vô thấy rơi nước mắt luôn. Vậy thì hai vợ chồng thì ngủ ở đâu? Đây. Rồi, ngủ cũng ở đó, làm việc cũng ở đó luôn. Dạ. Rồi buổi ngày thì đang cái này. Dạ. Rồi xong, đang xong đang rồi. Xong rồi xếp cái này lại rồi cái hai chồng ngủ. Rồi chị Mai cho em mượn cái micro, em nói chuyện với chị chút xíu ha. Rồi anh chị nghe nói đâu cũng không có con hả? Không. Năm nay bao nhiêu, chị năm nay bao nhiêu rồi? 57. Chị 57. Thì cũng không có con cái gì hết trơn ha. Rồi lúc còn trẻ cũng không có dành dụm được gì hết chị. Làm mướn làm thuê không ạ. Làm nhiều ăn ít nhiều đó. Nhưng mà may được cái là bà còn có chị rồi còn để mà cơm nước này kia cho bà ha. Tại vì đó ba ở đây ông nằm đây thì em cũng đút cơm đút nước vậy đó. Ông mù không thấy đường. Lo chậm đái ỉ này kia. Thấy tội nhất là cái ngày mất mở mất nhẹ luôn. Thấy tội khóc muốn chết luôn còn nghiệp lắm. Đúng là không may mắn khi chết mà cũng khổ. Em bởi vì em thấy tội thấy rơi nước mắt luôn chứ không phải chơi đâu. Con hôm nay ăn món gì nè, ăn món gì cho em coi cái coi. Này hôm qua nấu món gì cho má ăn? Má ăn thịt kho. Ở trên nè, để má để trên á, cái đó mắm kho hôm qua ăn. Nè của má để trên là thịt kho. Còn của má. Bên đây Thành ha. Anh nghĩ đời trên bây giờ cũng mà vách lá nó vách nát hết trơn rồi nhà mà nhà. Vậy là cũng làm hai bếp luôn. Dạ. Bếp này để cho má còn em châm củi. Để biết sao má bà già rồi để cho má khi bà nấu đồ xong rồi cái nghe bà hâm bà ăn cái bà bắt lên. Cái thì mình thấy nghe cụp cái mình chạy lên hỏi má làm gì, má nói hâm đồ ăn thôi để con hâm cho. Trời ơi, em nghe nói đó là
chứ không quay gì bà bệnh hoài à. Người ta chỉ cho là em nghe nói nhà mình là nghèo nhất xóm vậy, có phải không? Rồi có buồn không, nghe người ta nói điều đó thì có buồn không? Thì nhà đã nói chờ đã định cho mình vậy rồi mình có buồn vậy nữa. Giờ em nói nha, buồn cũng thế thôi. Dạ. Nên là thưa quý vị là cái tuy là nhà lá, và nhà lá cũng mục hết trơn. Em một chút em thường luôn cái nhà này. Chết. Dạ. Cũng tới ấy rồi, tới thời điểm. Trời tùm lum hết trơn à. Thế nè. Tới thời kỳ rồi đó. Cái này thật sự mà nói là không thể nào mà trời ơi. Trời nó bị tét luôn rồi. Nó không có thể nào mà để được lâu dài nữa rồi. Phải khắc phục ngay. Đây này nó chị Mai thấy không? Cái đó nó bị ấy luôn. Đó em mới ấy nè, em mới tét cái cục văng tùm lum. Nước ngàm luôn rồi. Dạ. Nên là cái này cây cột nào cũng rất là tệ anh Dĩ ơi, con này anh Dĩ ơi. Sống cũng hơi thấp thỏm chút. Hồi bữa dòng gió má mà nói làm sao. Dạ. Tao chạy đâu vậy? Nói rồi, chạy đâu vợ gì kêu đi qua cái nhà kế bên, hay gì đi chứ có ngày bả nằm trong đây luôn á. Rồi tôi dắt bà đi. Đó. Tôi tội nghiệp. Muốn nét hết trơn rồi. Dạ. Em nói em bữa đó em vô đây mà về em buồn làm sao đó, muốn rơi nước mắt. Em nói trời ơi trời, mỗi một lần mưa ha. Mà em ngồi em làm công chuyện mỗi một lần mưa là em nghĩ tới đây trước. Nói, trời ơi trời, sao ở trời. Em nói trời mưa cái em nói trời ơi. Dạ. Nghĩ tôi sao ở. Còn thưa quý vị, đây là chắc là thuốc nam của bà đây. Chắc là bà. Dạ, tiểu đường hủ qua đó, dây hủ qua. À. Tim nữa hả? Dạ, tim rồi tiểu đường. Tức là thuốc này là thuốc dây hủ qua. Dây hủ qua để cho bà trị tiểu đường của bà dạ. Ha. Dạ. Tại vì em nghe nói tiểu đường với tim gì đó hàng tháng rồi thì cái bệnh gì bữa em nghe. Bữa em vô bà mới nằm viện mới về. Dạ. Má mới đi chích thuốc hồi sáng nữa đó. Ừ. Anh nhất ba gên quá, tội nghiệp bà lắm. Nhất ba gên. Giờ má nhất rồi con biết làm sao giờ. Căng rồi, nói chung là tôi cũng tới nơi rồi, tới lúc rồi. Anh Vĩ nhìn không phải là không phải một cái cột mấy anh em mình coi thôi đâu ha, tất cả mấy cái cột luôn anh Vĩ. Nó chỉ anh biết rồi. Da nó tan đấy, chỉ còn chút xíu à. Anh thấy mối nó đương tùm lum hết trơn rồi. Nói chung là tới thời kỳ rồi. Dạ, mối nó đương tùm lum hết trơn. Ở nhà có mình sợ sạch. Trời mưa qua nhà kế bên ở, đừng ở đây, sạch mắc kẹt trong đây luôn á. Mình già, mình đi chậm nữa. Dạ. Bữa nào trời mưa đó, cho em mượn cái micro ha, để em lấy cho. Bà ơi, bữa nào trời mưa đó, là đi qua nhà hàng xóm. Trời gió đó là đi qua nhà hàng xóm nhờ ở đỡ. Cô nói gì? Chừng nào mà trời mưa, trời gió đó, má qua bên nhà cô Bảy ở đỡ, không đâu để nó sập xuống, đè chết. Má hiểu không? Trời ơi, mừng lắm chứ. Trời ơi, nghe câu trả lời nè. Không có, trời mưa trời gió, má đi qua nhà cô Bảy ở đỡ. Thôi để nó cái này nè, nó sập xuống đè má, hiểu không? Bà nghe chứ không biết. Má hiểu. Mưa đó em nói em ngại. Em ngại có cái là em la làng. Ung sụn hết trơn mà cô không có trả lời được cái gì luôn. Trời hình như giáp hết trơn không còn cái cột nào trừ hết trơn á. Cái cột nào cũng là có chổi gẳng rồi đó. Dạ. Nó chắc lắm. Cái cột nào nó cũng ăn hết trơn vậy nè. Ừ. Nó mục hết trơn. Trời ơi. Cây nào cũng như vậy á. Bà ơi. Nay con vô thăm gia đình, rồi con xin thay mặt cho Mạnh Thường Quân con gửi cho bà ít tiền. Với con gửi cho nói làm sao. Con gửi cho bà chai dầu nước xanh. Cảm ơn. Dạ. Có Mạnh Thường Quân ở bên Mỹ có gửi dầu nước xanh về cho con đi làm từ thiện cho các bà già. Cho má. Cho bà. Này, cho má. Cho bà, má. Cảm ơn anh. Cảm ơn đi. Cảm ơn anh, cảm ơn Mạnh Thường Quân. Không nghe. Rồi chị, em chị ngồi đây em gửi cho chị ít tiền, chắc chị cầm dùm để mà lo cho bà ha. Dạ. Chắc chị cầm dùm lo cho bà chứ bà đâu có biết không, đâu. Bà, yeah. Không, yeah. Bà không lấy mà. Đưa trực tiếp cho bà ha. Dạ yeah, thôi được rồi. Dạ dạ. Dạ dạ được rồi chị, cứ để đó đi. Tiếp bà đi anh Vĩ ơi. Dạ. Cái bà ăn cái gì bà gửi chị? À.
À, vậy là hợp lý hơn bởi vì là ở riêng đúng không? Bà ơi, con thay mặt cho Mạnh Thường Quân, con gửi cho bà là 4 triệu đồng. Con gửi cho bà 4 triệu. Gửi cho má 4 triệu. Dạ, em đếm giùm cho anh coi có đúng không? Bởi vì hồi nãy con lấy lục chục. 8 tờ. 4, 5, 6, 7, 8. À, đủ ha. À. Bà Hai ơi, bà cầm dầu này với tiền này của anh Vĩ. Anh Vĩ rồi. Bà cảm ơn anh Vĩ với những nhà tài trợ đi giúp đỡ mình đi. Dạ, cảm ơn. Dạ. À khoan, để Vĩ đọc tên của nhà hảo tâm á, để Vĩ đọc tên của Mạnh Thường Quân. Dạ. Dạ. À, tuy rằng bà không nghe nhưng mà để cho các Mạnh Thường Quân biết được là cái tiền đó là của những người nào đấy em. Là thưa các cô chú và các anh chị, hôm nay thì Tuấn Vĩ vô thăm gia đình của bác đây, thì Tuấn Vĩ xin trích ra 4 triệu đồng của những nhà hảo tâm sau, là của chị Trịnh Thanh Ngô 1 triệu, Trịnh Thanh Ngô ở Úc 1 triệu, Võ Thị Phương Thảo 1 triệu, của em Liễu ở Đài Loan 1 triệu, và của một người giấu tên 1 triệu, tức là 4 người là Tuấn Vĩ xin trích ra 4 triệu đồng. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các cô chú và các anh chị đã gửi cho Tuấn Vĩ cái số quỹ trên để Tuấn Vĩ đi giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Rồi vậy chị ha, rồi có gì thì bà ăn uống rồi thuốc men này kia rồi chị đi đi chợ rồi này kia mua. Dạ. 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 Quý Mạnh Thường Quân cô chú gần xa. Dạ, cô chú gần xa ủng hộ cho ba má. Dạ, dạ. Ok. Chờ tôi số tiền nè, được cơm. Sao chị khóc nè, sao chị khóc nè? Mừng. Mừng hả? Bà Hai cảm ơn anh Vĩ với Mạnh Thường Quân kìa. Cảm ơn. Thấy thương quý vị, thấy mừng quá thì khóc. Tuy là số tiền thì nó cũng không phải là quá lớn, nhưng ngược lại là đối với ở nông thôn đó quý vị. Đối với ở nông thôn giống như chị đây thì để có cái số tiền trên thì cũng hỗ trợ được rất là nhiều cho đỡ ngạnh nặng gánh cho anh chị. Đúng không chị? Chứ anh chị vừa là không làm ra tiền lại vừa là phải nuôi mẹ già như vậy thì nó rất là cực cho anh chị. Nên là thưa quý vị, thấy rất là thương. Cái số tiền trên thì như Tuấn Vĩ nói đó cũng không phải là quá lớn, nhưng mà do cái điều kiện ở nông thôn đó không làm ra tiền nên là đối với chị thì cái số tiền trên là chị rất là vui. Chị vui mà chị khóc luôn vì cũng bớt đi gánh nặng khi mà anh chị phải bươn chải kiếm sống hàng ngày mà lại phải nuôi mẹ già nữa. Rồi em chúc sức khỏe cho chị với bà. Rồi nếu có dịp nữa thì em ghé vô thăm. Chị xin nói lại cái tên của bà cho Mạnh Thường Quân nhớ được không? Bởi vì là hồi nãy nói rồi đôi khi Mạnh Thường Quân không nhớ. Nói hồi nãy nói sơ qua là bà tên gì em quên Lê mất tiêu Thị rồi. Hai. À, bà Lê Thị Hai ha. Con chúc sức khỏe cho bà nha. Con chúc sức khỏe bà Hai nha. Rất là biết ơn. Khoan Vĩ. để anh cài cái micro cho chị Mai nói chuyện một tiếng ha. Chị Mai cũng muốn bày tỏ phải không? Em mừng lắm Vĩ ơi. Mừng. Mừng nhưng mà đừng có khóc như khóc. Chị bên đây nha. Em trước hết là em cảm ơn anh Vĩ, các cô chú trong nước và ngoài nước gần xa cũng chiếu cố cho hoàn cảnh của bà. Em rất là cảm ơn. Em cảm ơn nhiều lắm Vĩ ơi. Ok. Ồ, ra cái ngoài này thấy xét hết trơn nè. Nó to, nó vàng khè hết trơn rồi. Thấy to cũng như mình đụng tới là nó bể anh Vĩ. Đúng rồi, từng nghiệp. Đúng rồi, cái tôn này bây giờ đây này, chị Mai. Thấy cái này là đúng thật sự là nó... bẻ nó ra nè chị Mai ơi. Mà em nói anh nghe nè, không có thể nào máy đâu, không có thể nào mà... Hổm em thấy nó trống quá trời, nó không thể nào ai mà dám lên đây mà lợp được chứ. Thưa quý vị, thấy cũng đáng lo ngại cho bà. Thôi, vậy trước mắt vậy đã. Thì sau này thế nào thì mình tính tiếp chứ cũng chưa nói trước được điều gì. Kính thưa quý vị, vậy một lần nữa thì Tuấn Vĩ xin chân thành cảm ơn các cô chú và các anh chị đã theo dõi chương trình, cũng như là cảm ơn tới các Mạnh Thường Quân đã
dành số quỹ để Tuấn Vĩ đi cứu giúp cho những mảnh đời khó khăn. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị. Xe ha. Rồi chào tạm biệt quý vị nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều.